Ghe nào lên? Ghe nào vậy? Vô chào Phật. Em về. Em về rồi ba em. Rồi đang quay nó. Nữa là né sáng à. Chị đi. Nhớ không? Nhớ cô đi không? Luôn. Nó không nhớ chị á. Phượng á. Cái Phượng đi á. Ừ. Ca tử. Rồi rồi rồi. Nó đi nó không nhớ mà nó xin Phượng. Né là bỏ ánh sáng ngoài. Ngang ừ. Đi chơi đi chơi. Chơi chơi. Sao? Chơi. Chơi. Có cái nút chụp cho em ở trước em chụp luôn coi ngang có nút chụp thấy không, có nút chụp hình đó dặn vô đó chụp lại đi anh ơi ở bên đây nè. À, không được phải coi lại này sáng á hay không sáng cũng tối xe tối rồi tối không tối em hạ máy lên xuống cắt lên cắt xuống có cái nút chụp á cái hình đó nhận vô cái này. Có không có nhận được không? Chụp vườn quay không được. Đây 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 nè. Nhận vô chụp luôn à. Vườn quay nó chụp. Làm cái thumbnail đó. Rồi rồi. Ờ được. Có nghĩa. Ờ rồi. Chớ là anh nhớ ba đi. Nè vô đây tôi bay chụp. Ủa, tao bụng mày tao né vô cốc con rồi đó. Mày thấy con mình đi về đây. Con mới vô tới cửa là ba đi nè. Đây, à, đây là cái ngày à. Hôm nay là cái bạn này là Tô Phương. Đây là Tô Phương. Bữa nay ra cái quán rất là lịch sự.
À, bữa nay mình cũng đột xuất lên đây để mà tham quan cái quán của bạn Tô Hương. À, đây là cái quán của Tô Hương. Ngày khai trương thì mình sẽ thông báo trên Facebook cho anh em biết cái ngày đó đến ủng hộ Tô Hương. Đây cái gian hàng mới đây. Anh em văn nghệ Tây Ninh mình đến ủng hộ quán này nha. Đây là Tô Hương về đây rất là thuận lợi cho anh em. Địa chỉ là đường số 13. Đường số 12. Đường số 12 hả? Đường số 12 từ cửa vào viện. Cửa vào viện vô vô dùng điều. Có quán Tô Hương. Rồi. Cứ tạm gọi vậy đi rồi mình sang này. Đường là 25 Tây. Ngày 25 Tây. 25 Tây tháng 12 năm 2019 nhằm ngày 30 tháng 11 năm Kỷ Hợi. Rồi. Ủng hộ nha các bạn. Rồi.